Như Võ Sĩ Hiệp, Găng Đỏ đang có đôi chút bất lợi. Hơn nữa là anh ta hình như không biết thủ cao tay. Điều này sẽ gây rất là nhiều khó khăn cho võ sĩ trong thi đấu. Mọi người cứ chú ý mà xem. Vừa mới nói xong chưa dứt lời. Đây là trận đấu hạng cân 60kg giữa hai vận động viên Lưu Ngọc Quang, Đại học Công nghệ Đông Á và vận động viên Lâm Trung Anh, Võ Đường Hưng Phúc. Chúng ta đánh trong lần đặc biệt võ đài. Chào mừng quý vị và các bạn đã tiếp tục quay trở lại với kênh Sao Thể Thao, và chúng ta đang có mặt tại nhà thi đấu Thanh Trì của thành phố Hà Nội. Và như lời giới thiệu, đây sẽ là một cặp đấu khá đáng xem. Và một lần nữa xin mời quý vị và các quý vị khán giả và quý vị ở sân còn toàn thể quý vị khán giả 200.000 bạn anh thân lớn để cổ vũ cho hai vận động viên của chúng ta. Một trận đấu rất đáng xem tại Việt Võ Đài, nằm trong 6 trận đấu hay nhất của giải đấu lần này. Nãy quên không biết ai đỏ tên gì, xanh tên gì, nhưng mà về ngoại hình thì có vẻ như Võ Sĩ Hiệp, Găng Đỏ đang có đôi chút bất lợi. Hơn nữa là anh ta hình như không biết thủ cao tay. Điều này sẽ gây rất là nhiều khó khăn cho võ sĩ trong thi đấu. Mọi người cứ chú ý mà xem. Vừa mới nói xong chưa dứt lời. Trong thi đấu nếu như võ sĩ không cao tay để thủ thì sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Thêm những đòn đánh đau nữa tới từ võ sĩ của góc đài xanh. Nếu như dự đoán thì có lẽ trận đấu này sẽ kết thúc sớm. Một đòn phá trụ. Thêm một đòn nữa vào mặt. Liệu võ sĩ góc đài đỏ có đủ sức để thi đấu không? Tôi e rằng trận đấu này sẽ kết thúc sớm. Trận đấu vẫn tiếp tục. Có thể nói tinh thần thì đang khai ăn, tuy nhiên cách thi đấu thì có vẻ như võ sĩ góc đài đỏ khá là không muốn điều. Đồng lại cho bóng những có phải xanh. Võ sĩ góc đài đỏ có vẻ như chưa được trang bị kỹ nhiều. Thêm một đòn đánh nữa, lần thứ 3. Và nếu như thêm một lần ngã nữa thì trận đấu sẽ kết thúc. Tài không muốn đòn đánh ngã, hợp lệ của võ sĩ góc đài xanh. Cao tay lên, trời ơi. Một pha rờ ve không thành của võ sĩ góc đài xanh.
Chào tay lên. Lần thứ tư. Xanh về quá là trung tâm. Xanh, ủa? Xanh về quá là trung tâm. Lần thứ tư thì nghỉ đi chứ còn đếm làm cái gì nữa. Lần thứ tư thì nghỉ đi chứ. 9. Đo bán. Như vậy là vào hiệp thứ nhất 2:37 ra đi mình phải sao vận động viên góc đài xanh dành chiến thắng các bạn đo bán. Xin được chúc mừng vận động viên Lâm Trung Anh. Xin được chúc mừng võ đường Hưng Phúc. Võ đường Hưng Phúc à? Trận đấu lệch mà. Xem có thể thấy rõ rồi. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời võ sư cao cấp Bạch Văn Nhất, phó trưởng ban tổ chức lên trao huy chương và giải thưởng cho hai vận động viên. Xin được trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin mời vận động viên Nguyễn Văn Đạt đến từ Tài Năng Trẻ Kinh Bắc Bắc Ninh và vận động viên Nguyễn Xuân Phương, Trung tâm Y học Cao Lan. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Sau trận đấu này, xin thứ ba cũng là hiệp cuối, hai vận động viên thế